Và nhóm trộm chuyên nghiệp từ chiếc xe máy không biển kiểm soát, trộm cắp xe máy rồi tháo bỏ biển kiểm soát để làm phương tiện chở nhau đi gây án, Phương và Thắng đã bị công an kiểm tra hành chính, bắt giữ. Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quang Phương, sinh năm 1997 và Nguyễn Quang Thắng, sinh năm 1994, cùng trú tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 20 tháng 3, Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, khi đến ngõ 100 Trung Kính phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Way không đeo biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn, đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ vam và tay công chuyên dụng thường được các nghi phạm trộm cắp xe máy sử dụng để phá khóa. Tổ công tác đã đưa người và tang vật về trụ sở cơ quan công an để điều tra, làm rõ. Nguyễn Quang Phương và Nguyễn Quang Thắng khai nhận chở nhau từ Sóc Sơn vào nội thành mang theo vam và tay công phá khóa, tìm xe máy sơ hở, không có người trông giữ để trộm cắp. Khi đi đến phố Trần Văn Lai, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, phát hiện chiếc xe máy Honda Way không có người trông giữ, các nghi phạm đã lấy trộm, tháo bỏ biển kiểm soát để sử dụng làm phương tiện di chuyển trong quá trình đi gây án. Trưa ngày 20 tháng 3, các nghi phạm tiếp tục rủ nhau đi trộm cắp tài sản thì bị công an phường Trung Hòa phát hiện, bắt giữ. Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra mở rộng. Anh Minh, Công an Nhân dân.